Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đánh dấu 60 năm kể từ khi thảm họa da cam dioxin xảy ra ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2021. Thảm họa này đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, di chứng nặng nề, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, trong những năm qua, Hội Đàn dân chất độc da cam dioxin thành phố đã nỗ lực khắc phục hậu quả, đồng hành sẻ chia cùng nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam dioxin trên địa bàn để họ vượt qua di chứng bệnh tật, hòa nhập với cộng đồng. Trong công tác chăm lo nạn nhân da cam dioxin, những năm qua, Hội Đàn dân chất độc da cam thành phố đã hỗ trợ xây dựng hơn 125 căn nhà tình thương cho nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam dioxin với tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng, được hội vận động kêu gọi từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn ủng hộ, đồng thời trợ dưỡng thường xuyên, hỗ trợ học bổng khám chữa bệnh và nuôi dưỡng dạy nghề cho 120 nạn nhân da cam và trẻ em bất hạnh trên địa bàn thành phố. Riêng năm 2021, hội đã đầu tư xây dựng 5 căn nhà với tổng kinh phí là 255 triệu đồng. Cũng thấy là cũng khó khăn. Sự giúp đỡ quan tâm tới chúng tôi là cũng cảm ơn. Trình nhà ở tôi nghĩ là một cái chương trình phải hết sức là ý nghĩa đối với những cái nạn nhân chất độc da cam, vừa tạo cho họ một cái điều kiện về nhà ở, vừa mang lại cho họ một cái tình cảm ấm áp. Do vậy là những cái mà nạn nhân chất độc thành phố và tất cả các đơn vị khác mà về tài trợ hỗ trợ nhà ở cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam như các đối tượng khác của bọn tôi đang gọi rất là đáng quý và bọn tôi rất là trân trọng. Năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác hội có phần khó khăn. Tuy nhiên, thấu hiểu được sự khó khăn của nạn nhân da cam, hội đã tích cực khai thác vận động và bằng nguồn lực sẵn có, nỗ lực hỗ trợ nạn nhân da cam vượt qua đại dịch. Đặc biệt là trực tiếp đến nhà các em đang theo học tại các cơ sở của hội để trao những phần quà thiết thực và tư vấn phòng chống dịch bệnh, qua đó duy trì được sự chăm sóc, nuôi dạy với những trẻ này. Trong quá trình đi học nhờ trung tâm mà hướng dẫn cái đồ tập luyện đồ cái mỗi một kỳ là cũng có hộp phụ huynh thì có nhiều quá là buổi để mà đào tạo và hướng dẫn cho phụ huynh đó về rồi coi như mình tập luyện cho cháu cũng như ở trung tâm, nói chung thấy nó cũng tiến bộ, thấy cái gia đình thấy cũng mừng biết đó. Trong mùa dịch mà trong thành phố đã có lên thì quan tâm gia đình. Tôi không biết, cũng thay mặt thì cũng cảm ơn. Để công tác chăm lo nạn nhân da cam dioxin được duy trì và đạt hiệu quả, trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố đã kết nối nhiều cá nhân, đơn vị không chỉ trên địa bàn thành phố mà còn trong cả nước và cả quốc tế để đồng hành chia sẻ với những đối tượng này, nhất là trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19. Thông qua cái việc hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân da cam thì đã tạo cho nạn nhân da cam có một cái niềm tin, ý thức được rằng mình là người khuyết tật đặc biệt nhưng mình không tự ti và mình không mặc cảm, mà trên cơ sở sự quan tâm chăm sóc đó thì mình cố gắng vươn lên để hòa nhập với cộng đồng để ổn định cuộc sống. Với tất cả khả năng và tấm lòng sẻ chia của mình, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố phấn đấu cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ nạn nhân da cam ổn định được cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.